Chào các bạn, mình là Đinh Xuân Bảo đến từ xbox.vn. Thì hôm nay mình sẽ muốn review hai cái dòng vợt mà bữa giờ mình thấy là cũng rất là phổ biến với các anh em học sinh, mà dòng vợt này hai dòng vợt của Combo, đến từ nhà Combo. Giá thì khoảng dưới 1 triệu ha. Thì đó là có cây K520 Pro và cây T99. Thì hôm nay mình sẽ muốn review cái cảm nhận thực tế của mình về hai cái dòng vợt này. Bữa giờ là mình thấy anh em chơi rất là nhiều, cũng giống như là cái sự so sánh giữa hai dòng vợt này ha. Thì đầu tiên mình sẽ muốn đánh giá sơ qua cái ngoại hình của cái dòng vợt này trước ha. Đối với cái dòng vợt mà K520 Pro thì nó có hai màu, màu trắng và màu đen. Thì hiện tại trên tay mình là màu trắng ha. Và thì mình thấy cái màu sơn đa phần là mình thấy có vẻ là khá đẹp. So với một dòng vợt mà dưới 1 triệu thì màu sơn này có vẻ khá bắt mắt đối với cá nhân mình ha. Còn nếu mà như mình thì mình sẽ thích màu trắng hơn. Tại trước giờ thì mình vẫn ưu tiên mình thích màu trắng hơn là màu đen. Còn đối với cái dòng mà T99 thì họ chỉ có làm có một màu thôi, là màu xanh phối màu đen. Đa phần là màu đen nhiều hơn ha. Thì cái này nếu mà về ngoại hình thì mấy bạn nào thích mấy cái sự thanh mảnh gì đó thì các bạn có thể chọn màu trắng. Còn nếu mà ai thích mấy sự màu đen huyền bí mạnh mẽ rồi đó thì có thể chọn cái màu đen ha. Thì về ngoại hình thì mình thấy đa phần hai cây thì có vẻ đều là bắt mắt như nhau về cái màu sơn. Rồi về cái thiết kế thì cũng khá đơn giản. Thì sau đây mình sẽ muốn giới thiệu sơ qua về phần kỹ thuật của hai dòng vợt này. Thì trước tiên thì mình cũng nói các bạn biết thì giữa hai dòng vợt này thì cái dòng K520 Pro á là cái dòng sẽ giá thành rẻ hơn, đâu đó khoảng tầm 600.000. Còn dòng T99 thì là cái dòng cao cấp hơn xíu thì sẽ tầm khoảng 1 triệu. Thì đối với cái K520 Pro thì ở nhà sản xuất thì họ đưa cho mình cái thông số trên vợt như thế này là 4 mu, nhưng mà trọng lượng sẽ khoảng là 82 cộng trừ 2 ha, nghĩa là nó dao động khoảng từ 80 tới 84 các bạn, và cân được tối đa là 12,5 kg. Và cái điểm nặng đầu là 290 cộng trừ 5, thì cái này nó sẽ rơi vào khoảng cân bằng ha. Và độ cứng thì đâu đó khoảng 8.5, có nghĩa là độ cứng thì chắc khoảng cỡ trung bình chứ cũng không là quá cứng, nếu mà có thể gọi là dẻo cũng được. Thì cây này, cây K520 Pro á, sau khi mà mình có cái trải nghiệm thực tế về đánh qua giống hạn giống như là phản tạc, rồi đập, rồi thủ á, thì mình có những cái đánh giá của nó như sau so với lại cái thông số của nó ha. Thì như cái độ cứng như mình nói ban đầu thì khi mình đánh á, mình cảm thấy với cá nhân mình, tay mình ở thời điểm hiện tại mình thấy nó là một cái vật dẻo, dễ chơi. Và đúng giống như đúng nghĩa là hãng họ làm ra cái vật này dành cho các bạn học sinh hoặc những người là mới tham gia bộ môn cầu lông, thì các bạn có thể chọn cái vợt này có thể khá dễ chơi vì nó dẻo nè và trọng lượng cũng khá nhẹ, đánh thì sẽ không quá khó chịu nếu mà các bạn mới chơi, tay các bạn chưa có lực. Và với những cái vợt dẻo này thì đa phần nếu các bạn đánh những cái tư thế giống như là tạt hoặc là những cái pha cầu nhanh bồ lưới nè hoặc là trên lưới thì các bạn xử lý, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu ha, vì nó dẻo nên các bạn sẽ dễ kiểm soát. Cũng giống như là những cái quả thủ cầu các bạn đỡ đập thì các bạn thấy nó cũng sẽ khá dễ chịu và dễ dàng thanh thoát trong những cái quả đó. Nhưng nó sẽ bị khuyết điểm về những cái quả đánh mạnh ở đằng sau ha. Chẳng hạn như những quả phong hay quả đập cầu thì mình thấy là có vẻ là lực của nó chưa có phát huy tốt lắm, là mình đánh mình cảm thấy nó không có cho mình một cú đánh quá uy lực, hoặc là mình sẽ phải sử dụng sức nhiều hơn để đánh một cái quả cầu từ cú sân bên này tới cú sân bên kia ha. Thì đó là cái đánh giá của mình sau khi mình trải nghiệm cái cây vợt này. Còn về phần cây T99 thì hãng đưa thông số cho mình như sau là cũng là 4 mu, nhưng 4 mu này là lại 84 cộng trừ 1 ha các bạn, có nghĩa là nó dao động khoảng 83 tới 85, là còn độ cân bằng là 298 cộng trừ 3, thì có nghĩa là cái vợt này có thể đánh giá vào là nặng đầu. Và độ cứng của nó là khoảng 9 chấm, thì có nghĩa là nó hơi cứng hơn so với cái dòng vợt K520 Pro. Thì sau khi mình trải nghiệm thực tế cũng giống như là mình đánh tạc phòng thủ rồi này kia thì mình thấy là đúng như vậy ha. Nếu mà với cái thông số như vậy đó thì mình cảm thấy mình đánh cây vợt này nó có một cái độ cứng hơn. Cũng giống như là khi mà cây vợt nó cứng và nó nặng hơn và nó có điểm nặng đầu nữa thì các bạn đánh các bạn sẽ cảm giác nó hơi đầm đầm xíu, nó nặng tay xíu. Nhưng mà nó nặng tay thì nó cho các bạn đánh những cái quả cầu sâu á, giống như là đập cầu nè, rồi phong cầu, thì các bạn thấy các bạn đánh sẽ có uy lực hơn, nhiều lực hơn, và các bạn sẽ tiết kiệm được sức hơn ở những cái quả cầu sâu. Các bạn đánh sẽ dễ, cầu sẽ dễ tới cú sân hơn, hoặc những cái quả đập các bạn nó cho cái cầu đi nhanh hơn. Nhưng mà bù lại ở những cái quả mà các bạn vô cầu nhanh hoặc là các bạn vồ cầu, các bạn đánh lưới thì lúc này các bạn sẽ xử lý khó hơn ha.
các bạn sẽ cảm giác là khó điều khiển được trái cầu hơn, cũng như những quả thủ cầu nó sẽ không được thoát lắm. Về phần cảm nhận thực tế thì sau khi trải nghiệm hai cây này thì bản thân mình là một người chơi lâu năm thì mình dĩ nhiên là mình sẽ thích một cây vợt nó có độ cứng hơn, điểm nặng đầu hơn và cũng như là cái trọng lượng của nó nặng hơn. Tại vì lực tay mình đánh lâu năm thì mình cũng đã có lực rồi, thì mình đánh những cây vợt đó mình cảm giác là mình đánh được uy lực hơn, cũng giống như là tiết kiệm được sức hơn, cũng giống như là những cái quả mà lưới hay là phản tạc thì khả năng mình chơi lâu rồi mình vẫn kiểm soát được, mình vẫn có thể điều khiển được. Nhưng mà nếu mà một cây vợt như cây K520 Pro thì mình sẽ không thích lắm. Thì có lẽ rằng là cái cây vợt K520 Pro này nó sẽ phù hợp với các bạn mới chơi hơn. Theo mình đánh giá cá nhân thì mình nghĩ là những người mới chơi thì các bạn có thể chơi cây K520 Pro trước, sau đó một thời gian sau đó, khi các bạn có lực tay, các bạn đánh có kỹ thuật nhiều xíu rồi thì các bạn có thể đổi sang cây T99 thì nó rất là phù hợp. Thì đó là tất cả những cái đánh giá thực tế của mình từ thông số hãng cũng như là cái trải nghiệm thực tế của mình về hai dòng vợt này ha, cũng như là cái cách mà khi các bạn mới chơi các bạn nên chọn mua cái dòng vợt nào, nên đi từ những cái dòng vợt nào lên dòng vợt nào cho nó phù hợp. Thì đây là hai dòng vợt đến từ hãng Combo ha, và mình và các anh em sẽ cố gắng tiếp tục review nhiều các cái dòng vợt khác cũng như là so sánh các dòng vợt và cũng là có thể là so sánh các hãng với nhau nữa để cho các bạn có những cái sự lựa chọn hợp lý hơn ha. Còn nếu mà các bạn muốn mình làm thêm những dòng vợt nào cũng như là các bạn muốn mình làm thêm những content nào thì các bạn cứ comment xuống phía dưới ha. Mình và các anh em sẽ cố gắng giải đáp trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.